Kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Thế là lấy luôn không đấy? Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu các bạn. Lấy mà nhân viên lâu năm chăm làm nhất ở đây. Chả chăm cái gì? Mình lấy màu xanh này, màu xanh. Tại Long nó, tại Long giờ nó ít đi thì em phải đi tối chứ. Người thì bây giờ nó đặc biệt. Em phải chấp nhận sự thật. Gắn mát rồi. Ừ, chị không thích điều đấy. Tại vì lương của mình không được bằng nó. Ai bảo? Mà sao lại gắn vào đây? Mạnh nó đăng tin. Mạnh nó đăng tin xong rồi dính chị ở trong đấy. Kiểu có người quen nhìn thấy. Xong các lại gửi chị các kiểu đấy. Nó gắn mát cho chị như thế chị không thích. Tại vì chúng nó sẽ nghĩ là mình đi làm được nhiều. Nhưng thật ra mình không hẳn là như thế. Mình lương của mình chỉ ngang bỏ quán nước thôi em ạ. Nó bị gắn nam như thế rồi sau nó cứ lân ra là mình nhiều tiền để nó hỏi hết nó lại phải vay ấy. Hôm mơ anh Quyết cũng bị thằng con nặng nô nào chả quen gì cũng về tiền gì à. Thành có hay bị về tiền không nhỉ? Mẹ em không, em có xấu gì đâu mà được về anh. Mà bảo về anh Quyết này à. Đây không quen đến đây còn nặng nô nào cứ về bảo về tiền. Thế bà bán lại cho thằng Hoành Mỹ cả con tình bán mà sao trả thì lấy đầu về. Gái thôi. Thất vọng luôn. Nghe có đấy xong đang cười hớn hở này, mặt trùng xuống. Tại sao chúng mày nói như thế? Mẹ đeo. Ôi, này tụi anh xinh thế. Lạ thế này. Người quen. Đi khác đúng không? Thấy mặt kiểu tươi hơn mọi hôm rồi. Tươi rồi đó. Ừ. Anh mắt thú hoàng trở dại. Nè anh ấy phải đeo quả kính nữa mà nó lời. Đeo kính nhá. Chị mất kính luôn. Xin chào các bạn, đã quay trở lại. Đã mất kính rồi. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ là cây ổi. Bây giờ mình bắt đầu nha. Xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ là cây vải. Bây giờ mình bắt đầu nha. Xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ là cây nhãn. Bây giờ mình bắt đầu nha. Xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ là cây măng cụt. Bây giờ mình bắt đầu nha. Vậy giờ kết thúc ạ. Hôm nay nha chị. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì
xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Yên tâm đi chị, kiểu gì cũng không xếp hàng. Không ai nhận đâu chị. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nhé. Nhưng mà lần sau son môi đừng, chị đừng chọn màu nó đỏ chót quá. Ờ, hôm nay đỏ mà chị. Cho cái màu nó nhạt nhạt một tí. Ăn là nó sẽ trôi hết. Thì đấy, chị lượng đến như thế để chị đâu phải so lại ấy. Nhưng mà chị cũng có thể nhỏ đỏ đâu. Chị thấy nó bị kiểu hồng, hồng lắc thôi. Chị hết tiền mua son rồi, chị không ưng cái màu này từ lâu rồi. Nhưng mà chị hết tiền mua son, chị đâu phải rồi. Tội nghiệp. Chị không thích mấy cái màu này. Nhưng mà nếu mà màu kiểu màu nhẹ nhưng mà nó là kiểu dạng bóng bóng thì em không thích đâu. Ừ, thì hôm nay chị đánh bóng hả? Thế em thấy kiểu hồng hồng. Thế bây giờ nó không phải màu bóng thì còn đẹp. Nhưng mà mày thấy màu này có giống màu sáng không? Như hầu như là không son môi nữa. Thế á? Nó chỉ kiểu như là mình liếm môi nhiều quá thì nó đỏ lên như mình thông thường thôi. Đây là màu sáng mà. Chị từ sáng rồi chị không đánh lại. Thế để kiểu nó phai rồi. Nó phai rồi. Lúc sáng này kiểu gì nó cũng đậm đậm luôn. Bạn ấy nhỉ? Nay về không ngủ một giấc nào à? Ừ. Em về cái đang định ra là cái kiên thôi. Ôi, ngủ luôn. Này, chị định ra là luôn nhưng mà sao chị nghĩ lại? Thôi giá thì mà. Hôm nay chị kiểm tra hai môn, chị kiểm tra môn địa. Thế là cái môn lúc mà chị ra là kiểm tra đúng vừa kịp hai môn không hay là chỉ thi được một môn thôi? Có thi được không? Thi được mà. Chị còn bảo bài chúng nó. Phải chứ. Chị bớt chúng nó đấy. Chúng nó bị thu hết điện thoại. Chị đến sau chị không bị thu đúng không? Nên chị lấy điện thoại chị ép đội em về nhà. Đẳng cấp thế. Và em chị nó làm hết đúng không? Nên là ra chúng nó cho bài của chị ơi. Vai cả lùa đến. SOS về nhà cái là có mặt. Em chị không có vật lý. Uầy. Nhưng mà em thi vật lý rồi. Tiếc thế mình thi vật lý rồi. Nhà em và chị làm họ. Làm nhanh em à. Ui thế. Học giỏi đi. Kiểu như là cái phần quanh quanh chỉ cần ghi là ABC cái gì ra giấy thôi cái gì. Ừ. Thế là xong còn tự luận thì... Bọn chị làm 100% quanh hết. À thế à. Em chị tên là gì? Phong. À. Như vậy bây giờ cái thông báo.